Cái lô này số lượng lớn nè, anh em nào mua vầy đàn số lượng lớn vô mua. Số lượng lớn mình dẫn vô vườn mua. Bao lựa bao bứng. Chạn này lớn hơn cái chạn hôm trước mình bán nhiều lắm. Cái cây này hoành lớn nè, hoành khoảng 30 không. 30 dao động 30 35 là nhiều. Nhưng mấy cây này có thể là 35 nè. 32 chứ, cây này chắc khoảng 32 à. Mấy cây đóng cốt tàng đa không. Số lượng cũng còn nhiều lắm. Anh em nào chứ mình nhờ bán số lượng à chứ. Bao lựa bao bứng. Cây cũng bự lắm bạn. Anh em nào mua có nhu cầu liên hệ mình.